Lần đầu tiên VBT hợp tác cùng Protein Fabriken, nhà sản xuất lớn từ Na Uy, một đất nước với tiêu chuẩn thực phẩm cao nhất thế giới. Duy Nguyễn đã gặp phải rất nhiều bất ngờ mà từ trước tới nay một ông vua ngành súp như anh chưa từng gặp phải. Và vấn đề lần này, chính nhà sản xuất Protein Fabriken phải gửi thư xin lỗi CEO VBT. Hiện tại là cái sản phẩm trên tay của Duy Nguyễn là một sản phẩm hot trend, một sản phẩm gọi là đình đám, một sản phẩm đẳng cấp mà nó dính một cái post rất lớn. Thì Duy sẽ dành ít phút Duy nói về cái post này. Đây là website của hãng, thì các bạn sẽ nhìn thấy sản phẩm trên website. Thì nói chung là Na Uy là một nước Bắc Âu bạn, nó cũng đang chịu khổ trong dịch Covid, hiểu không? Nên nhiều khi nhân viên nó làm nó bị bóp lương hay gì đó không biết nữa, nên nó trong quá trình làm nó vẫn là sai sót. Thì cái sai sót nó ảnh hưởng tới mình. Bạn thấy cái dòng này không? Nó nói là cái hũ này á là nó có 20 lần dùng. Thì khi làm marketing á thì BBT BA theo này cũng BA là hũ 20 lần dùng. Khách hàng nó cũng tưởng hũ 20 lần dùng luôn. Xong rồi cái khi mà về đây á, chúng ta còn khui cái hũ này ra, còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên siêu cho bạn, hàng nhập sao đem về vậy. Đây còn trinh, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên siêu luôn, chưa bóc tem lần nào, đúng không? Bây giờ mình mở thằng cái một video quan sát quan tiêu nha các bạn, không hát. Đó, không hát. Ok. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thực tế là có 10 lần dùng thôi. Thì như cái chuyện 10 lần dùng với 20 lần dùng nó ảnh hưởng gì các bạn? Nó ảnh hưởng tới giá tiền, nó ảnh hưởng tới giá tiền. Thì cái post này á, là công ty BBT đó liên hệ với nhà sản xuất rồi. Thì nhà sản xuất cũng thừa nhận là thằng làm website này trong lúc đó nó hơi bị ngáo. Nó ghi sai thông tin, nó sửa và nó xin lỗi mà. Thì cái hũ này chỉ có 10 lần dùng thôi nha các bạn. Cái hũ này chỉ có 10 lần dùng thôi. Thì cái chuyện 10 lần dùng với 20 lần dùng như mình nói nãy nó ảnh hưởng tới giá tiền. Thì các bạn nào lỡ đặt cái hũ này mà trong đầu nghĩ là 20 lần dùng á thì các bạn có thể gửi lại. Tại vì bây giờ nó mắc quá, nó vượt quá khả năng của các bạn rồi. Thì các bạn chơi không nổi thì thôi, cứ gửi lại thôi, đó là sự nhầm lẫn không mong muốn. Thông tin cuối cùng đó là 10 lần dùng. Tại vì hàng Bắc Âu mà nó mắc lắm. Tại cái loại này là loại mà protein nó đến từ cá hồi. Mà để làm cái con cá hồi thịt nó đã mắc rồi. Mà để làm cái protein cá hồi mà để gọi là thủy phân nó mà để mà làm ra gọi mà isolate mà $2 cá hồi nữa là cực kỳ công phu. Mà cái loại protein này nó cực kỳ đẳng cấp và chất lượng. Nó ngoài tác dụng tăng cơ đó, tăng sức đề kháng cho cơ thể, nó còn tác 3 tác dụng sau đây. Thứ nhất đẹp da, thứ hai đẹp tóc và thứ ba bổ não đó. Nên giá nó đắt lắm bạn. Một gói vậy là 60 ngoài, tính ra một gói vậy là 60 ngoài. Lúc đầu các bạn tưởng một gói là 30, rẻ quá các bạn bụp. Nhưng mà giờ nó hố rồi, bây giờ nó lần gói này nó có 60 ngoài rồi. Nên anh em nào có khả năng chơi đồ Na Uy á thì mình tiếp tục mình chơi. Còn nếu mà anh em nào không có đủ khả năng chơi đồ Na Uy á thì chuyển qua thằng mát cho thằng quay. Thằng mát cho thằng quay thì nó rẻ hơn. Còn loại này nó siêu phẩm rồi. Mấy cái thằng Bắc Âu mà nó chảnh lắm bạn ơi. Nó thật sự mình chơi với nó mình cũng hơi đuối. Cái đó mình phải thừa nhận thôi. Cái chuẩn sống của Việt Nam mình nó quá thấp so với chuẩn sống của Bắc Âu. Thì bây giờ mình nói gì nữa giờ. Nó lộn, nó xin lỗi mình, nó sorry mình câu vậy thôi đó. Còn bao nhiêu phần còn lại là anh em tụi mình chịu. Ai chơi được đó thì chơi, còn ai chơi không nổi nó thì thôi. Đó là chính là Na Uy đó. Nên thông tin cuối cùng là hãng nó đã nhận sai. Sai ở chỗ thằng thiết kế web thôi. Đó, sai ở chỗ thằng thiết kế web mới đau chứ. Nè, trên cái hũ là 10 nè bạn. Đó, trên cái hũ thì nó là đúng. Label nó là 10. Nên thằng này nó không sai về label, nó không sai về cái hũ sản phẩm, nhưng mà nó sai trên cái web đó, nó sai trên web. Mà nói chung là khi mà làm marketing thì chắc bộ phận marketing của công ty BBT thiếu đối chiếu trên cái hũ, mà chỉ đối chiếu trên cái web, nó mới ra một cái nhận định sai như vậy thì dẫn tới anh em hiểu lầm sai. Đây cũng là một cái bài học đó. Thì sau này bộ phận marketing của BBT phải rút kinh nghiệm, đối chiếu từ nhiều nguồn, chứ trên đời này không có tin được thằng nào hết đó. Nhiều khi thật sự với bạn á, mấy thằng web hãng nó làm ẩu hơn web công ty tôi nữa, thật sự nó lỗi lừa lưa hết à. Mà lỗi có cái lỗi nhạy cảm, có lỗi bình thường mà xui xui này vô cái lỗi sơ binh nó hay bị nặng. Đó. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.